Xin chào tất cả các bạn và Jason rất vui khi được gặp lại mọi người ở tại chuỗi video theo dòng tiền số được phát sóng vào thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của Coin68TV. Và hơn nữa, cũng trên kênh này, Jason sẽ tổ chức livestream vào tối thứ bảy hàng tuần. Ok, chúng ta cùng quay về chủ đề chính của series theo dòng tiền số. Và hôm nay là thứ hai cho nên là nến tuần cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Như các bạn đã thấy thì nến tuần của tuần vừa rồi không có quá nhiều sự thay đổi ngoài việc quét lên và quét xuống ở mốc 28.700 và râu trên ở mốc 30.100, và BTC tiếp tục chuyển qua một cái nến tuần mới ở trong tuần này và giá đã mở ở mốc 29.293 của BTC. Và zoom in vào nến ngày á thì chúng ta thấy là BTC cứ sideways như thế này rất là rõ ràng. Điều này tạo điều kiện cho một số altcoin đã bắt đầu có dòng tiền chảy về, ví dụ như là các layer 1 và layer 2. Và đơn cử như là Aptos, một layer 1 đã gọi vốn hơn 450 triệu đô ở trong mùa downtrend vừa rồi, đã vừa có một lực tăng đột biến sau khi tin tức kết hợp với Microsoft và mức tăng trưởng hơn 20%. Và khi chúng ta nói về Aptos, một layer 1 nổi tiếng gọi vốn rất là thành công ở nhiều quỹ lớn, thì không thể bỏ qua được một layer 1 tiếp theo, đó là Sui, đã tăng liên tục trong vòng nào chúng ta đếm nào 1, 2, 3, 4, 5, trong vòng một tuần hôm qua mà đã có 5 cây nến ngày tăng trưởng với mức từ đáy lên tới hơn 7% trong tuần vừa rồi. Và theo các bạn nghĩ thì trong tuần tiếp theo này, những altcoin nào sẽ tiếp tục tăng giá và dòng tiền sẽ chảy về những layer 1, layer 2 nào? Theo quan điểm của các bạn thì các bạn hãy comment bên dưới cho Jason và mọi người cùng tham khảo nha. Nhìn qua chỉ số BTC Dump thì trong tuần vừa qua Dump cũng đang sideways tiếp tục với cái xu hướng đi lên như vậy, nhưng Dump đang sideways hơn 4-5 ngày vừa rồi và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Điều này chứng tỏ là dòng tiền về altcoin cũng chưa nhiều đâu mọi người, cho nên mọi người đi lệnh đoạn này cũng phải rất là cẩn trọng, không nên all in. Và đặc biệt hơn nữa, chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la, vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu. Đây là nét vẽ của tuần trước, là Jason đã vẽ là mong muốn là DXY sẽ quay đầu đi xuống và break luôn mốc 199, nhưng nó lại tiếp tục đi lên như thế này thì tất cả altcoin sẽ không có dòng tiền chảy về nha mọi người. Mọi người nên lưu ý đoạn này. Vậy tóm lại, chúng ta sẽ thấy được là trong một tuần tiếp theo này có thể BTC chưa có một kịch bản nào tích cực cả, trong khi DXY và cả BTC Dump cứ tiếp tục đi lên như thế này thì chúng ta còn phải chờ đợi hơn nữa. Liệu altcoin đã có đáy chưa thì chưa ai biết được. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã bắt đáy chưa? Tiếp tục các bạn cùng Jason điểm tin qua các tin tức kinh tế quan trọng trong tuần này. Nhìn sơ qua thì trong tuần này sẽ không có quá nhiều tin tức tài chính quan trọng. Vào ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có tin tức về chỉ số thất nghiệp. Và nếu như chỉ số thất nghiệp này cao hơn so với dự đoán thì nó sẽ tốt cho thị trường crypto. Và nếu như nó thấp hơn so với dự đoán thì nó sẽ tốt cho đồng đô la. Chỉ số sức mạnh đồng đô la DXY có tỷ lệ tương quan âm với thị trường crypto. Những kiến thức này chắc các bạn cũng đã quá quen khi mà xem cái series thứ hai đầu tuần cùng với Jason rồi đúng không? Và tuần này chỉ có thứ năm là có chỉ số thất nghiệp là quan trọng nhất thôi mọi người. Còn lại thì đều là những tin không liên quan đến thị trường tài chính của Mỹ cho lắm. Và trên Twitter, tức là The X, tên mới của nền tảng Twitter, theo đơn vị Kaiko Data, là một đơn vị chuyên research, cho thấy khối lượng volume giao dịch vào tháng 7 2023 đã thấp nhất kể từ 4 năm về trước, từ tháng 7 2020. Nếu theo góc nhìn của một trader, theo trường phái phân tích kỹ thuật, thì khi mà volume giảm và sideways dài như thế này đồng nghĩa với việc là giá sẽ chuẩn bị có một sự chuyển biến nào đó, có thể là đi lên hoặc là đi xuống. Thì theo các bạn là quý 3 năm nay sẽ là một mùa uptrend hay là downtrend? Hãy cho Jason biết cảm nhận của mọi người như thế nào nhé, bằng cách comment bên dưới nhé. Hấp dẫn hơn, trong tuần vừa rồi chúng ta còn có một thông tin khá là quan trọng, đó là nền tảng Dbank sẽ là giải pháp Layer 2 xây dựng trên Ethereum và sử dụng bộ công cụ Upstack của Optimism. Và Optimism cũng đang trên xu hướng trở thành một super trend trong mùa bull run sắp tới. Đương nhiên tại Telegram channel chúng ta cũng sẽ có một số plan cho altcoin. Thứ nhất là
ARKM hay ở vùng giá 0.43. Tiếp theo là dự án WLD trên sàn Binance. Tuần này sẽ kỳ vọng giá quay lại kiểm tra đáy ở mốc 1.6 một lần nữa. Và nếu như có một cái lực tăng trở lại thì chúng ta sẽ bắt cái altcoin này. Anh em cùng chú ý nhé. Và nếu như trong tuần có những thông tin nào đột bật hơn hoặc là những dự án nào có những cái tăng giá đột xuất thì Jason cũng sẽ tiếp tục update cho anh em trong Telegram của 68 Trading. Mọi người nếu chưa tham gia vào Telegram của 68 Trading thì có thể click vào link bên dưới phần miêu tả. Và nếu video này có giá trị cho anh em thì hãy like và subscribe kênh YouTube này để đội ngũ có thêm nhiều video chất lượng hơn nữa. Cảm ơn anh em. Jason Lê Daily, Blockchain, tương lai của mọi nhà.